chừng lên khỏi mặt cát á, rồi nó chết lai gai 5-10 con, càng ngày nó càng nhiều. Xã viên trong tổ hợp tác rất là hoang mang, tại vì họ và tôi là những người dân nghèo sống ven biển, chỉ biết bám làng bám đất bám biển ở đây để mà cuộc sống ở đây thôi, chứ cũng không biết làm gì.